Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và ở video này thì Khải sẽ hướng dẫn anh em cách tăng công lôn xét để chúng ta có thể solo BK trong liên đấu nha anh em. Cái này là solo BK trong liên đấu nha anh em, solo 1-1 hoặc là trong liên đấu chúng ta đánh team thì chúng ta có thể tăng theo kiểu hướng dẫn của Khải. Ở video trước thì chúng ta đã hướng dẫn theo cái kiểu đánh là tăng để đánh tống kim. Và ở video này thì Khải sẽ tăng hướng dẫn anh em cách tăng để chúng ta có thể đánh BK solo trong liên đấu. Ok anh em. Và trước mắt thì chúng ta vẫn là không tăng vào nội công, tại vì phiên bản này là phiên bản thân pháp, nên là anh em có tăng vào nội công thì nó cũng là lực tay ảo, không có lên đam được bao nhiêu cả, không lên đam luôn. Nên là chúng ta bỏ về cái phần nội công đi. Mana chúng ta làm sao trên 1k là được. Nếu mà mana anh em mới có 700-800 thì anh em có thể tăng vào nội công khoảng 100 điểm hoặc là 120 thì chúng ta có thể lấy mana cho mình khoảng 900 đến 1k mốt là được rồi, tùy theo anh em. Rồi sau khi về cái phần mana và nội công xong thì chúng ta sẽ để ý đến điểm sức mạnh. Sức mạnh thì anh em đỡ tăng sức mạnh như thế nào để chúng ta có thể mặc được hết những trang bị của mình trên người. Đó, anh em tăng sao tăng đỡ có thể mặc được hết những trang bị của chúng ta trên người. Và sau khi đã mặc hết những trang bị trên người thì chúng ta sẽ tăng mát và sinh khí nha anh em. Cùng lồn xét là một trong những môn phái nội công nên là chúng ta chỉ đại hướng về sinh khí để chúng ta có thể có máu châu. Và sau khi chúng ta đã tăng về hướng cái điểm tiềm năng bên này xong thì chúng ta sẽ tiếp tục bên bản kỹ năng cũng như là các phái khác thôi. Thì chúng ta vẫn quan trọng đó là cái võ công chống phái trước, nhưng mà đặc biệt ở công lôn chúng ta nên để ý đến nó cái kêu hiền thiên vô cực, là một những chút kêu hỗ trợ cho công lôn đỡ cái độ trâu bò nó rất là cao, nên là chúng ta sẽ để ý nó cái kiểm đầu tiên này và kháng phản đòn được mấy chục phần trăm, 30% và chúng ta sẽ tăng 20. Nếu mà không tăng kiểu này á, anh em vô solo khá là yếu nha anh em, rất là yếu luôn. Và Khải sẽ tăng 20 vừa đủ. Anh em có tăng lên 31 thì 21 thì nó vẫn là 550 và 30. Nên là mình tăng tầm 20 được rồi, tại vì Khải có kỹ năng vốn có cầm 1 nữa. Nên là chúng ta tăng 20 thôi. Và sau khi tăng cái này xong thì chúng ta tiếp tục đến skill chống phái. Chúng ta sẽ tăng mát. Rồi sau khi mát chống phái thì chúng ta sẽ tiếp tục đến skill công lôn kiếm pháp. Một skill tăng đam cho lực tây công lôn xét lôi động cửu thiên. Và tiếp tục đây là thiên tớ tăng lôi công lôn kiếm pháp. Và bây giờ sau khi xong hai kêu này thì chúng ta sẽ để ý đến kêu 1x cùng lôi địa trắng, cùng lôi trắng địa và skill 6x, đó là ngũ lôi chánh pháp. Thì thường thường thì ở những các phái khác thì chúng ta hai cái kêu này 1x và 6x thì chúng ta thường thường sẽ đánh thẳng về hướng của 6x cao hơn, tại vì 6x thường thường nó sẽ hỗ trợ cho tầng 2. Nhưng mà nghiệt là ở công lôn xét này thì nó không có tăng hỗ trợ tầng 2 nha anh em. Không có tăng hỗ trợ tầng 2. Nên là để mình xem, nếu mà không tăng hỗ trợ tầng 2 và 1x thì cũng vậy thôi. Nên theo Khải nghĩ thì hai cái kiểu này thì ai tăng cái nào trước cũng được. Nhưng mà theo Khải thì cứ nên tăng 6x trước anh em à. 6x trước và 1x thì chúng ta chỉ đỡ 1-2 điểm thôi. À ví dụ như 1x thì kiểu tầm này thì nó hỗ trợ 4%. Mà 6x là cũng là 4%, nó như nhau thôi. Hai cái như nhau thôi anh em. Nhưng mà Khải thì Khải sẽ tăng 6x trước. Thường thường thì anh em đa số là theo hướng 6x trước để có thể hỗ trợ tầng 2. Nhưng mà ở công lôn xét thì không hỗ trợ tầng 2 anh em ơi. Hỗ trợ tầng 2 chúng ta đó là bình địa hám lôi. Bình địa hám lôi, nhưng mà ở 6x này thì không có. Chúng ta cứ tăng mát 6x như các phái khác thôi. 1x với 6x thì chúng ta tăng mát 6x thôi. Và đỡ solo thì chúng ta nên đặc biệt đánh chủ hướng vào hai cái bùa. Tiếp tục đó là 1x chúng ta không tăng nữa, chỉ cần 1 điểm thôi. Hiện tại điểm không số không có nhiều. Còn 41 điểm là chúng ta chia bùa nữa được rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ đánh về hướng mơ tung ảo ảnh và khí tâm phù để có thể bút bùa và solo một cách hiệu quả. Solo là hai phái công lôn là không nên thiếu hai bùa này anh em ơi, rất là quan trọng. Làm chón và bùa là âm làm chậm và âm thời gian chón. Chúng ta sẽ tăng mát 20.
20 mỗi bên. Và sau khi tăng xong 20 thì chúng ta sẽ đợi đến kêu thanh phong phô, hỗ trợ tốc chạy tăng 1. Điểm không có như này mày, rất ít. Rồi chúng ta sẽ tăng sao cho nó hợp lý đôi giày 2. Hiện tại đôi giày mình là 55, mình sẽ tăng cho nó lên 26. Rồi xong. Hiện tại kỹ năng vốn có khải có nó là tăng vào thì nó tăng lên khá là nhiều. Nhưng mà anh em cứ để ý hai kiểu này thì không quan trọng. Quan trọng là hai kiểu mắt kiểu bùa nè anh em. Quan trọng là mấy cái kiểu phía trước á, còn kiểu thanh phong phù. Với kiểu thiên thanh đề chọc thì chúng ta còn dư điểm á, hoặc là như thế nào đó thì chúng ta có thể tăng một điểm. Nếu mà thiếu điểm thì chúng ta có thể tăng một điểm thôi để hỗ trợ kháng sơ sơ. Còn không thì chúng vừa đủ thì chúng ta tăng hai mát cái này, và còn được bao nhiêu điểm thì chúng ta phân sao hai cái kiểu này nó hợp lý nó được. Và ok, sau khi tăng xong thì chúng ta sẽ được như thế này. Đây là kiểu theo kiểu cách solo nha anh em. Thầy sẽ chuyển sang lực tay cái kiểu kết hợp bên này và cách bùa cho anh em xem. Đó, đây là cách theo kiểu bơ ca solo. Rồi, bút bùa này. Bút bùa này. Sau khi mà chúng ta cắt được cái bùa mơ tôn ảo ảnh lên người đối phương. Đây là bùa mơ tôn ảo ảnh lên người đối phương. Thì chúng ta sẽ chuyển kêu. Anh em thấy Khải chuyển kêu bên dưới không? Chuyển kêu bút chón. Bút chón đối phương. Đó, rồi thả kêu. Rồi bút chón. Thả kêu. Rồi bút chón. Thả kêu. Đó, anh em canh cái bút chón này nó vừa xuống thì anh em sẽ bật bút chón tiếp. Thì kiểu này thì chúng ta sẽ bắt được chón đối phương khá là nhiều, khá là nhanh luôn. Đối phương không thể nào chạy luôn anh em ơi. Cái này là bút chón mặc định nha. Đối phương chỉ cần chạy chỗ nào thì chúng ta đều có thể cắt được hết. Đó, cứ bắt chón. Rồi, bắt chón tiếp. Cứ kêu này mà nó tăng hình xong là nó chạy xong là chúng ta bắt chón tiếp. Nói chung là chuyển kêu sao cho nó hợp lý là được anh em. Cái này là tùy theo cách bơ ca mọi người. Nhưng mà Khải thì Khải bơ ca theo kiểu này. Đó, tự auto boost này. Đó, boost. Cứ chón, bắt chón cả là Khải chuyển kêu Khải đánh thôi. Ok anh em, đây là bản kỹ năng và tiềm năng anh em có thể xem lại một lần nữa trước khi khai học là cái video này. Đây là cách tăng điểm theo kiểu solo liên đấu nha anh em, đánh trong liên đấu nha. Mắt sinh khí. Ok anh em, và anh em đã theo dõi video thì đừng quên đó là cho Khải một like và một chia sẻ, và cũng như ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để có thể theo dõi những buổi livestream hoặc là những buổi hoặc là những cái video lần sau từ kênh của Khải nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em, và hiện tại bây giờ thì bye bye mọi người nha. Chúc anh em vui vẻ.